Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị nắm được thời cơ giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Quý vị thân mến, ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn về nội dung hé lộ chuẩn nhất về vận số tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Từ sau thanh minh, được trời Phật độ mệnh, chấp được thời cơ, gặp thời đổi vận, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, giàu có hơn người. Luận xem số mạng tuổi này, Giáp Dần số cực chịu nhiều nổi trôi, ly hương tổ quán xứ xa, anh em cô bác ai giàu lấy ai, lỗi xanh phải chịu bơ vơ, cực nhọc lo lắng tại giờ sinh ra. Số người chết hụt nhiều lần, người nào thất đức phải xa ngục hình, tu nhân tích đức hiển vinh, rồi bị tai nạn thánh thần độ cho, số này hậu vận mới no, tiền vận làm có của kho chẳng còn. Hoan hỷ chào đón quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Vâng, thưa quý cô bác tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thân mến, nhiều người than phiền với tôi rằng dù họ cố gắng chăm chỉ cày như trâu như ngựa mà cuộc sống cứ mãi bị cái đói khổ vây hãm, không có lối thoát. Từ thuở ấu thơ đã phải sống trong gia cảnh nghèo khó, nợ nần, chịu khổ mấy đời mấy kiếp cũng không hết. Đã vậy, đến khi bước ra ngoài xã hội, họ còn bị biết bao người lừa gạt, bóc lột, phản bội, về đến nhà thì vợ chồng tối ngày lục đục, con cái lêu lổng, không chịu học hành, nguyên nhân sâu xa chỉ vì thiếu tiền. Nhìn bạn bè trăng lứa ăn nên làm ra, coi lại mình vẫn long đong lận đận mà xót xa cõi lòng, chẳng dám ngẩng mặt nhìn đời. Thế nhưng, họ cũng chẳng thể ngờ có ngày được cát tinh chiếu mệnh, muốn gì được nấy, cuộc sống sung sướng như tiên chỉ sau một đêm. Nếu nghe hết luận giải này, giới tiên tri tử vi còn hé lộ tuổi Giáp Dần 1974 trong dịp đầu năm, tức từ sau thanh minh này. Nếu tránh ba điều này sẽ lội ngược dòng, đắc thời phất lên, có tiền có quyền, nở mày nở mặt, trả ơn cho những người đã giúp đỡ mình, khiến những kẻ từng khinh miệt chèn ép phải hối hận không kịp. Vậy, ba điều cấm kỵ đó là gì? Liệu tương lai năm nay tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sẽ biến động như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết ngay sau đây. Và nếu quý cô bác thấy video này hay thì hãy để lại cho chúng tôi một bình luận là số 1. Nếu không hay thì hãy để lại số 0 để cho chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa về chất lượng của video quý vị nhé. Sau đây là đôi lời tâm sự của Minh Đường Tử Vi dành cho quý cô bác tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Nhìn lại quãng đường đã qua, quý cô quý bác tuổi Giáp Dần không khỏi chạnh lòng khi nhớ về những tháng năm cơ cực, túng thiếu, bần hàn. Những ký ức ấy hẳn còn in sâu trong tâm trí mỗi người như một bản nhạc du dương nhưng đầy những nốt trầm buồn. Ký ức về thời thơ ấu của tuổi Giáp Dần thường gắn liền với hình ảnh những bữa ăn đơn sơ, đạm bạc, cha mẹ phải chắc chiêu từng đồng, lo từng bữa ăn giấc ngủ cho con cái. Những chiếc áo rách dưới, đôi dép gót mòn là những dấu vết không thể nào phai mở của một quãng thời gian khó khăn đầy bi thương. Dù đối mặt với bao khó khăn, thiếu thốn, tuổi này vẫn luôn tỏa sáng bởi những phẩm chất tốt đẹp. Họ là những người tận tụy, hiền lành và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác dù gặp phải bao nhiêu khó khăn. Họ không bao giờ ngần ngại chia sẻ, hỗ trợ những người gặp khó khăn hơn mình. Tấm lòng nhân ái và tinh thần tương thân tương ái của tuổi Giáp Dần là một điều đáng quý, là nguồn động viên cho những người xung quanh. Họ là chỗ dựa vững chắc cho những người gặp bất hạnh, là ngọn đuốc soi sáng cho những mảnh đời bất hạnh. Minh Đường Tử Vi thấu hiểu những gian khổ, hy sinh mà quý cô bác tuổi Giáp Dần 1974 đã trải qua. Chính những năm tháng cơ cực, túng thiếu ấy đã hun đúc lên bản lĩnh, nghị lực phi thường và trái tim nhân hậu của quý cô bác. Và đến đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để tuổi Giáp Dần lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Bởi vì từ sau thanh minh này, bản mệnh nhận được nhiều cát tinh cao chiếu, vận trình khởi sắc giúp xua tan mây mù ảm đạm từ tháng trước. Hầu hết các phương diện từ công việc, tài lộc, tình duyên của con giáp này đều có tin vui báo về. Thời gian này,
Dưới sự trợ lực của Tam Hội, vận trình sự nghiệp của bạn hứa hẹn bùng nổ với nhiều thành công rực rỡ. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được khoản thưởng nóng hậu hĩnh, khẳng định năng lực và vị thế của bản thân trong công ty. Đây cũng là thời điểm vàng để bạn ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất, tạo nền tảng cho những bước tiến xa hơn trong tương lai. Hãy tin tưởng vào bản thân và nắm bắt cơ hội, bạn sẽ đạt được những thành tựu vang dội hơn cả mong đợi. Tuy nhiên, bên cạnh những tin vui, bạn cũng cần cẩn trọng trước hung tinh ngũ quỷ luôn tiềm ẩn nguy cơ, tránh việc bao đồng, xen vào chuyện người khác để không chuốc họa vào thân, khiến kẻ tiểu nhân ganh ghét, hãm hại. Trong quá trình làm ăn, hãy giữ tâm thế cảnh giác, đề phòng những chiêu trò không trong sạch, kiểm tra thông tin kỹ lưỡng, tìm hiểu cẩn thận về đối tác trước khi ký kết hợp tác để tránh rủi ro. Dù gặt hái nhiều thành công, bạn cũng không nên chủ quan, kiêu ngạo, coi thường người khác. Hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn, cẩn trọng trong mọi việc, đặc biệt là những công việc quen thuộc. Nên nhớ rằng, không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Kẻ xấu luôn rình rập chờ đợi cơ hội để hạ bệ bạn. Hãy giữ vững tinh thần cảnh giác, đề cao sự an toàn để bảo vệ thành quả của bản thân. Hãy ghi nhớ rằng, tam hợp mang đến cơ hội, nhưng ngũ quỷ cũng rình rập nguy cơ, nắm bắt vận may, đồng thời cẩn trọng trước hung tinh, bạn sẽ gặt hái được thành công rực rỡ và bảo vệ bản thân khỏi những kẻ tiểu nhân. Thời gian này, vận trình tình cảm của bạn vô cùng rạng rỡ, hứa hẹn mang đến nhiều niềm vui và hạnh phúc, vợ chồng đồng sức đồng lòng, cùng nhau vun vén cho tổ ấm ngày càng viên mãn. Nửa kia của bạn là người dịu dàng, thấu hiểu, luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ mọi buồn vui cùng bạn. Nhờ sự hỗ trợ và động viên của người ấy, bạn có thêm động lực để tiến về phía trước, gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng có nhiều cải thiện. Hai thế hệ đã biết lắng nghe và thấu hiểu nhau hơn, cùng nhau giải quyết những mâu thuẫn một cách ôn hòa, từ đó gắn kết tình cảm gia đình thêm bền chặt. Về mặt sức khỏe, bạn không cần phải lo lắng quá nhiều. Nhờ duy trì lối sống lành mạnh và tinh thần lạc quan, bạn có thể trạng tốt, tràn đầy năng lượng để hoàn thành tốt mọi việc. Hãy tiếp tục giữ gìn sức khỏe để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Tuy nhiên, con giáp này cần nhớ không nên làm việc quá sức, khiến cơ thể mệt mỏi. Dù có đang bận rộn đến đâu, bạn cũng nên đúng giờ ăn uống, đúng giờ nghỉ ngơi. Tiền bạc có thể kiếm dần dần, nhưng sức khỏe đã bị tổn hại thì khó mà khôi phục phục như xưa. Tiếp theo là nội dung tử vi chi tiết từng phương diện. Về phương diện tình duyên gia đạo, từ sau thanh minh hứa hẹn mang đến những chuyển biến tích cực rực rỡ cho chuyện tình cảm của người tuổi này, được che chở bởi sao lục hợp. Đây là thời điểm mà con giáp này được tận hưởng niềm hạnh phúc viên mãn trong cả tình yêu đôi lứa và gia đình. Với bản tính khéo léo và chu đáo, bạn luôn biết cách vun vén cho gia đình, tạo nên bầu không khí ấm áp và tràn đầy tiếng cười. Dù đôi khi mâu thuẫn hay bất đồng xảy ra, bạn luôn chủ động giải quyết một cách nhẹ nhàng và tinh tế, giữ gìn hạnh phúc bền lâu. Đối với những người đang yêu, từ sau thanh minh là giai đoạn vô cùng mặn nồng và ngọt ngào, hai bạn sẽ cảm nhận được sự đồng điệu sâu sắc trong tâm hồn, cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn và hỗ trợ lẫn nhau trong mọi việc. Đây là thời điểm lý tưởng để tiến tới những quyết định quan trọng như tính đến chuyện trăm năm. Về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Giáp Dần trong thời gian này duy trì ở mức ổn định. Dù đôi khi công việc bận rộn, áp lực cuộc sống đè lên vai, nhưng bạn luôn biết cách giải tỏa căng thẳng cho bản thân, không để sức khỏe bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, sự thay đổi thời tiết cũng khiến bạn khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải, làm việc thiếu tập trung. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Ngoài yếu tố dinh dưỡng, con giáp này nên chú trọng lưu luyện tập thể thao, đặc biệt là dân văn phòng hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao thì càng phải tăng cường luyện tập. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, có mục tiêu để phát triển, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều. Theo phi tinh tháng, sao nhị hắc chủ ốm đau bệnh tật xuất hiện ở phương chính Bắc, nhắc nhở bạn nên sắp xếp, dọn dẹp đồ đạc sạch sẽ và gọn gàng ở khu vực này để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân. Về phương diện sự nghiệp, từ sau thanh minh hứa hẹn mang đến nhiều sự khởi sắc cho người tuổi Giáp Dần trên phương diện sự nghiệp, nhờ có quý nhân phù trợ, đặc biệt là lục hợp xuất hiện, bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến và tăng lương. Đây là thời điểm vàng để bạn thể hiện năng lực và khẳng định bản thân. Hãy nhanh tay nắm bắt những cơ hội tốt đẹp này. Thiên đức cát tinh cũng góp phần bảo vệ cho các kế hoạch công việc của bạn diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Nhờ sự chủ động và cẩn trọng ngay từ những bước đầu tiên, bạn có thể kiểm soát tốt tình hình và hạn chế tối đa những rủi ro không đáng có. Tuy nhiên, để gặt hái được thành công vang dội, bạn cần phải nỗ lực hết mình và không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn,
Khi bạn có đủ năng lực và bản lĩnh, bạn sẽ tự tin nắm bắt mọi cơ hội và đạt được những bước tiến đột phá trong công việc. Từ sau thanh minh không chỉ mang đến nhiều cơ hội thăng tiến cho người tuổi này, mà còn là thời điểm để bạn khẳng định khả năng sáng tạo và lãnh đạo của bản thân. Nhờ vào tài năng và sự nỗ lực, bạn sẽ được cấp trên và đồng nghiệp công nhận, tin tưởng và giao phó những trọng trách quan trọng. Đây chính là bước đệm vững chắc để bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp. Kỹ năng giao tiếp và hợp tác hiệu quả cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp bạn thành công trong công việc nhóm. Hãy chủ động kết nối, chia sẻ ý tưởng và phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhân duyên tốt đẹp trong thời gian này cũng góp phần tạo nên môi trường làm việc thuận lợi cho người tuổi Dần. Mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp trở nên hòa đồng, gắn kết, giúp bạn nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ khi cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội rộng mở, bạn cũng cần cẩn trọng trước những thách thức tiềm ẩn. May mắn và thành công có thể khiến bạn trở thành mục tiêu của những kẻ tiểu nhân ganh ghét. Hãy giữ thái độ khiêm tốn, đề cao cảnh giác và linh hoạt xử lý những tình huống cạnh tranh trong công việc. Từ sau thanh minh, hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội thăng tiến cho người tuổi này. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, bạn cũng cần cẩn trọng trước sự tự mãn và thích thể hiện. Nên nhớ rằng, may mắn và thành công có thể khiến bạn trở thành mục tiêu của những kẻ tiểu nhân ganh ghét. Hãy giữ thái độ khiêm tốn, tập trung vào công việc và sử dụng chính bản lĩnh, sự lanh lợi để giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả. Áp lực công việc tăng cao trong thời gian này đòi hỏi bạn cần học cách sắp xếp thời gian hợp lý và giải tỏa căng thẳng hiệu quả. Đừng quá lo lắng. Hãy nhìn nhận mọi việc một cách lạc quan và tin tưởng vào vận may của bản thân, nỗ lực hết mình, nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội và sử dụng lợi thế sẵn có, bạn sẽ gặt hái được thành công như mong muốn. Nếu bạn đang ấp ủ ý định kinh doanh riêng, đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu. Tuy nhiên, hãy chú ý đến những thay đổi của thị trường và điều chỉnh chiến lược phù hợp để thích ứng với mọi tình huống. Bước đầu khởi nghiệp luôn gặp nhiều khó khăn, hãy kiên nhẫn, bình tĩnh và không nản lòng trước những thử thách. Nên nhớ rằng, quý nhân vận thời gian này đang rất cao, sẽ có người xuất hiện giúp đỡ bạn khi cần thiết. Về phương diện tài lộc, từ sau thanh minh, con giáp tuổi Giáp Dần có thể vui mừng chào đón những chuyển biến tích cực trong cả sự nghiệp và tài vận. Đây là thời điểm mà con giáp này có thể gặt hái được nhiều thành công và lợi ích về mặt tài chính. Đối với những người làm công ăn lương, từ sau thanh minh mang đến sự ổn định trong công việc cùng với những khoản thu nhập ngoài luồng đáng kể. Bạn có thể nhận được tiền hoa hồng, thưởng dự án, phụ cấp trách nhiệm hoặc các khoản thưởng khác nhờ vào sự nỗ lực và thành quả của bản thân. Nhìn chung, thu nhập của bạn trong thời gian này sẽ đến từ nhiều nguồn, giúp bạn nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện những dự định cá nhân. Với những người làm kinh doanh, cục diện nhị hợp trong thời gian này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các mối hợp tác làm ăn. Nhờ vào sự kết nối và tương trợ tốt đẹp, bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều khách hàng tiềm năng và mở rộng thị trường kinh doanh. Việc buôn bán diễn ra suôn sẻ, hàng hóa được tiêu thụ nhanh chóng, mang lại nguồn lợi nhuận dồi dào cho bạn. Từ sau thanh minh, người tuổi này sẽ được chào đón bởi những cơ hội may mắn để thể hiện bản thân và gặt hái thành công. Nỗ lực và chăm chỉ làm việc sẽ giúp bạn nhận được phần thưởng xứng đáng, ghi dấu ấn tượng trong cuộc sống và khiến người khác ngưỡng mộ. Đối với những ai có ý đầu tư, đây là thời điểm tiềm năng để bạn thực hiện những ý tưởng táo bạo. Mặc dù rủi ro luôn song hành với lợi nhuận, nhưng sự xuất hiện của sao Tốt Thiên Đức sẽ giúp bạn hóa giải phần nào những xui xẻo, gặp dữ hóa lành. Do vậy, hãy tự tin triển khai những dự định ấp ủ từ lâu và tin tưởng vào khả năng của bản thân. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, bạn cũng cần chuẩn bị tâm lý cho những biến động của thị trường và sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ. Giữ cho một tinh thần tích cực, độc lập và tự tin là yếu tố then chốt giúp bạn vượt qua mọi thử thách và tiến đến thành công. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, hãy đảm bảo tiến hành thu thập thông tin và phân tích đầy đủ để tránh những rủi ro và tổn thất không đáng có. Duy trì chiến lược đầu tư hợp lý và đúng đắn sẽ giúp ổn định và phát triển tài sản của bạn. Quý vị thân mến, trong một tháng thì những ngày tốt và ngày xấu luôn song hành với nhau. Việc biết trước các ngày tốt và xấu có thể giúp quý vị chuẩn bị tinh thần và lập kế hoạch hiệu quả hơn cho các hoạt động quan trọng, các ngày tốt thích hợp cho công việc lớn và quan trọng. Trong khi các ngày xấu nên hạn chế quyết định và chú trọng đến sức khỏe và tinh thần, việc nắm vững lịch ngày tốt và xấu cũng giúp quý vị tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong mọi tình huống. Vậy để biết được ngày tốt thì xin mời quý vị xem tiếp dưới đây nhé! Những ngày tốt trong tháng 3 âm lịch 2024. Thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Nhằm ngày, ngày Ất Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ,
Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, may cắt áo mẫu, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh. Việc xấu trong ngày, rất kỵ đi thuyền. Con mới sanh đặt tên nó là Đầu, Dải, Chạy hoặc lấy tên sao của năm hay tháng hiện tại mà đặt tên cho nó dễ nuôi. Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 9 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Tân Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt, tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt thiện quả tới mau hơn. Việc xấu trong ngày, sao Bích toàn kiết, không có việc chi phải kiêng cữ. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày, đi thuyền. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày, đi thuyền. Thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 14 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Bính Thìn tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gả, trổ cửa dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Việc xấu trong ngày, đi thuyền, ngày nguyệt kỵ không nên đi xa. Thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 21 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Quý Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác trăm việc tốt, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gả, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, đặt táng kê gác, chặt cỏ phá đất, cắt áo, làm thủy lợi. Việc xấu trong ngày, sửa hoặc làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước. Những ngày xấu trong tháng cần tránh. Thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 4 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Bính Ngọ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ. Việc tốt trong ngày, đi thuyền, cắt may áo, mũ. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gả, trổ cửa, làm thủy lợi, nuôi tằm, gieo cấy, khai khẩn, khai trương, xuất hành đường bộ. Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 6 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Mậu Thân tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, ngày có sao hư. Hư có nghĩa là hư hoại, không có việc chi hợp với sao hư. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác trăm việc đều không may. Thứ nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch. Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày,
ngày 15 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Đinh Tị tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày: không có sự việc chi hợp với sao Chỉ. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng không tốt. Kỵ nhất là chôn cất và các vụ thuộc về chết chôn như sữa đắp mồ mả, làm sanh phần, làm mồ mã để sẵn, đóng thọ đường, đóng hòm để sẵn. Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 19 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Tân Dậu tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày: không có việc chi hợp với sao Liễu. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Hung hại nhất là chôn cất, xây đắp, trổ cửa dựng cửa, tháo nước, đào ao lũy, làm thủy lợi. Trong phần cuối của chương trình, xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện Phật giáo, vợ chồng ông Cấp cô độc. Trưởng giả Tu Đạt Đa, cũng gọi là Tu Đạt, là một nhà từ thiện lớn, luôn vui thích làm những chuyện phước đức, bố thí. Ông thường cứu giúp những người nghèo khó, hay đem cơm gạo, quần áo bố thí cho họ trong toàn khu vực thành Xá Vệ, không phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ, cứu thế nghèo khổ, không nơi nương tựa. Một khi tìm đến là được ông vui vẻ giúp đỡ ngay, vì thế mọi người đều gọi ông là trưởng giả Cấp cô độc, nghĩa là người thường chu cấp cho những kẻ cô độc, không nơi nương tựa. Một hôm, trưởng giả Tu Đạt đến nhà trưởng giả Thủ La ở thành Vương Xá để bàn bạc việc hôn nhân cho người con trai út, thì ngẫu nhiên được diện kiến Đức Phật và được nghe pháp âm của Ngài. Ông quá đỗi vui mừng, liền phát tâm xây tịnh xá để thỉnh Đức Phật và chư tỳ kheo đến thành Xá Vệ giáo hóa chúng sinh ở đấy. Đức Phật hoan hỷ nhận lời. Khi nào tịnh xá xây xong thì Ngài sẽ đến. Trưởng giả Tu Đạt trở về thành Xá Vệ lập tức đi xem khắp nơi để tìm một địa điểm thích hợp. Ông nhận thấy trong số các nơi đã xem qua, chỉ có vườn cây của Thái tử Kỳ Đà là vô cùng rộng rãi, thoáng mát, có sông có nước, có đồi có núi, có hoa thơm cỏ lạ, cảnh đẹp như tranh, thật là một khung cảnh vô cùng thanh tịnh, uy mỹ. Ông nghĩ nếu được một chỗ như thế này để xây dựng tịnh xá cúng dường Đức Phật, để Thế Tôn về đấy thuyết pháp và chư tỳ kheo an trú, thì thật không có chỗ nào tốt đẹp hơn. Nhưng đây lại là khu vườn mà Thái tử Kỳ Đà yêu thích nhất, nên trưởng giả Tu Đạt không biết phải làm cách nào để Thái tử chịu nhượng lại khu vườn cây này cho ông. Ông suy nghĩ ná thóc và tuy biết là sẽ rất khó khăn, nhưng không còn cách nào khác hơn đành phải trực tiếp đến gặp Thái tử Kỳ Đà để khẩn khoản xin Thái tử nhượng lại khu vườn ấy. Nhưng dù ông có nói thế nào, Thái tử Kỳ Đà cũng khăng khăng một mực không chấp thuận. Đến khi nghe trưởng giả Tu Đạt nài nỉ tới lần thứ ba, Thái tử cảm thấy thật khó mà cự tuyệt mãi một người danh tiếng lừng lẫy trong cả nước như ông trưởng giả này. Bèn nghĩ kế đòi một giá bán thật cao để khiến cho trưởng giả phải thối chí. Nghĩ sao làm vậy, Thái tử bèn nói: thật sự tôi không muốn nhượng khu vườn này cho ông, nhưng thấy ông cứ nài nỉ mãi như thế. Thôi thì thế này, tôi bằng lòng bán với điều kiện như sau: ông hãy lấy vàng trải đầy khắp mặt đất của khu vườn, nếu ông đồng ý trả đủ số vàng như thế thì tôi sẽ nhượng đất cho ông. Không ngờ Thái tử vừa nói giá như thế thì trưởng giả Tu Đạt tỏ ra vui mừng khôn xiết, lập tức trở về huy động người nhà lấy xe chở vàng nhanh chóng đến trải đầy khắp mặt đất chỗ khu vườn. Khoảng xế chiều thì toàn bộ khu đất đã được phủ kín vàng, chỉ còn thiếu một khoảnh nhỏ. Thái tử Kỳ Đà nhìn thấy ông trưởng giả có vẻ như đang trầm ngâm suy nghĩ, liền đến bảo: bây giờ ông đổi ý vẫn còn kịp đấy, đất vẫn là của tôi, ông có thể lấy vàng về. Trưởng giả Tu Đạt nhẫn miệng cười, nói: ngài lầm rồi, tôi không hề tiếc rẻ số vàng bỏ ra, chỉ đang nghĩ xem nên lấy số vàng còn thiếu này từ khi nào cho thuận tiện đó thôi. Ban đầu Thái tử Kỳ Đà vẫn tưởng có thể làm cho trưởng giả Tu Đạt phải thất chí trước một giá bán quá cao như thế. Không ngờ ông này chẳng tiếc gì số vàng lớn, vẫn quyết tâm mua cho bằng được khu đất. Thái tử lấy làm tò mò, liền gạn hỏi nguyên do mua đất. Trưởng giả Tu Đạt mới thật lòng đem dự tính xây dựng tịnh xá cúng dường Đức Phật và chư tăng mà nói cho Thái tử nghe. Thái tử không khỏi lấy làm cảm động trước tín tâm chân thành của vị trưởng giả Tu Đạt, liền hỏi tiếp: Đức Phật là người như thế nào mà ông đối với ngài nhiệt tâm và thành tín đến thế? Trưởng giả Tu Đạt liền kể lại việc mình được gặp Phật tại thành Vương Xá và được nghe giáo pháp giải thoát của ngài như thế nào. Thái tử nghe xong cũng sinh lòng hoan hỷ, rất mong muốn chính bản thân mình sẽ được gặp Phật. Thái tử liền nói: trưởng giả, số vàng còn thiếu ông không cần phải chờ đến nữa, xem như tôi cúng dường số vàng ấy vào việc xây dựng tịnh xá. Ngoài ra, đất đai thì xem như bây giờ đã là của ông, nhưng cây cỏ hoa lá trong vườn thì tôi chưa hề bán,
Vậy nay tôi cũng xin tự nguyện cúng dường tất cả cây cối trong vườn này để góp phần làm chỗ cho Đức Phật và Chư Tăng an trú. Trưởng giả Tu Đạt thấy Thái tử Kỳ đã phát khởi lòng tin như thế thì rất vui, từ đó cả hai đều hết sức hân hoan, cùng nhau đốc thúc việc xây dựng và chờ đợi ngày Đức Phật quang lâm. Khi tinh xá vừa xây xong, trưởng giả Tu Đạt lập tức nghênh thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về, bởi vì tinh xá này là do trưởng giả Cấp Cô Độc cúng dường khu đất và Thái tử Kỳ Đà cúng dường vườn cây. Nên người thời bấy giờ gọi tên tinh xá này là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, nghĩa là vườn của ông Cấp Cô Độc, cây của Thái tử Kỳ Đà. Trưởng giả Tu Đạt vốn thích bố thí, ham làm việc thiện, lại thêm việc xây tịnh xá khiến ông phải tốn kém số tiền quá nhiều, khiến cho việc làm ăn nhanh chóng suy sụp, dần dần khánh kiệt cả gia sản, không còn trong tay bất cứ tài sản giá trị nào, thậm chí đã đến mức sắp phải chết đói. Ngay lúc đó, ông nhặt được trong đống rác một khúc gỗ quý, đây là một loại gỗ trên đàn cực kỳ hiếm có và hết sức quý giá, nhưng vì nó chưa được rửa sạch nên khi ông đem đi bán chẳng ai muốn mua cả. Cuối cùng có một nhà buôn thấy ông tội nghiệp nên miễn cưỡng đổi lấy với 4 thương gạo trắng. Bấy giờ, phu nhân trưởng giả Tu Đạt liền đóng một thùng gạo đem đi nấu cơm, cơm vừa chín thì có tôn giả Xá Lợi Phất đến đứng ngay trước cử, a ôm bình bạt khất thực. Phu nhân vô cùng hoan hỉ, liền đem thúng gạo đã nấu thành cơm ấy mà cúng dường hết cho ngài Xá Lợi Phất. Sau đó bà đong một thú gạo khác đem đi nấu, cơm vừa chín thì có ngày Mộc Kiền Liên đến khất thực, bà cũng đem cơm mới nấu ra cúng dường hết cho ngài Mộc Kiền Liên, lần thứ ba nấu cơm, bà lại cúng dường cho ngài Ca Diếp. Còn thương gạo cuối cùng, cơm vừa chín tới thì thấy Đức Phật từ xa đi đến. Bà vui mừng thầm nghĩ, cũng may là mình vẫn còn một thương gạo cuối cùng mới nấu chín này để cúng dường Đức Thế Tôn. Nghĩ thế rồi, có bao nhiêu cơm trong nồi bà dâng cúng trọn lên Đức Phật. Đức Phật thấy vợ chồng trưởng giả Tu Đạt có lòng lành và tín tâm như thế nên, từ kim khẩu ngài liền chúc nguyện rằng, tội diệt phúc sinh, nay trở đi phúc đức vô tần, không còn khốn khó. Ngay khi Đức Phật vừa đi khỏi thì nhà buôn vừa mua khúc gỗ chiên đàn khi nãy tìm đến. Vui vẻ nói, với trưởng giả Tu Đạt ông thật may mắn, khúc gỗ ấy sau khi tôi rửa sạch mang ra chợ bán đã có người đến trả đến hơn 5.000 đồng tiền vàng. Tôi nghĩ đây là phước báu của ông nên không dám một mình hưởng trọn, xin cùng với ông chia đôi số tiền này vậy. Thế là trưởng giả Tu Đạt nhận được một số tiền lớn, có thể mua lại nhà cửa và bắt đầu trở lại công việc làm ăn buôn bán. Từ đó mọi việc đều thuận lợi đến nỗi không bao lâu sau thì vàng bạc, tiền tài, châu báu trong nhà, cơm gạo, lụa là, vải vóc trong kho đã chất đầy như núi. So với lúc trước thì bây giờ ông còn giàu có hơn gấp nhiều lần. Trong thâm tâm, trưởng giả Tu Đạt rõ biết đây là do nhân lành bố thí và cúng dường của mình mới có được, nên ông cho lập đàn thật lớn để cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp cho mọi người được nhiều lợi lạc và từ đó càng nỗ lực làm việc từ thiện, cứu giúp người nghèo khó. Quả thật là đem của cải mình hiện có ra bố thí cho người khác, thấy thì có vẻ như mất đi, nhưng thật ra chẳng khác nào mang hạt giống tốt vùi trong lòng đất ẩm, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hái được quả ngọt. Quý vị thân mến, trên đây là toàn cảnh tử vi từ sau thanh minh của con giáp tuổi Giáp Dần. Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc cho quý vị khán thính giả luôn sống bình an, hạnh phúc, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời và gặt hái thành công mỹ mãn. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình, may mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa. Để vạn sự hanh thông triệu điều như ý, quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình và sau đó bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn.